lòng dũng cảm đóng một vai trò quan trọng trong tình yêu vì nó cho phép các cá nhân chấp nhận rủi ro đối mặt với sự tổn thương và theo đuổi những kết nối có ý nghĩa sau đây là một số cách thể hiện lòng dũng cảm trong tình yêu điều thứ nhất tình yêu đòi hỏi phải cởi mở và dễ bị tổn thương với người ấy cần phải can đảm để chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc và những mong muốn thực sự của bạn. Dù biết rằng bạn có thể bị từ chối hoặc bị tổn thương. Bằng cách chấp nhận tính dễ bị tổn thương, bạn tạo ra một môi trường tin cậy và xác thực, thúc đẩy các kết nối sâu sắc hơn. Điều thứ hai, tình yêu thường liên quan đến việc chấp nhận rủi ro, cho dù đó là việc thú nhận tình cảm của mình, đưa ra cam kết hay theo đuổi một mối quan hệ cần có can đảm để bước ra ngoài vùng an toàn của bạn và đối mặt với sự không chắc chắn đến từ tình yêu nếu không có lòng can đảm bạn có thể bỏ lỡ những kết nối và trải nghiệm có ý nghĩa điều thứ ba tình yêu có thể khơi dậy nỗi sợ bị từ chối đau lòng hoặc mất mát cần phải có can đảm để đối mặt với những nỗi sợ hãi này và tiến về phía trước bất chấp chúng bằng cách đối mặt với nỗi sợ hãi bạn cho phép bản thân trưởng thành và trải nghiệm sức mạnh biến đổi của tình yêu điều thứ tư tình yêu đôi khi đòi hỏi phải đứng lên vì những gì bạn tin tưởng ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi ngược lại các chuẩn mực xã hội hoặc đối mặt với sự phản đối cần phải có can đảm để ủng hộ mối quan hệ của mình bảo vệ những người thân yêu của bạn hoặc đấu tranh cho tình yêu khi đối mặt với nghịch cảnh. Điều thứ năm. Tình yêu liên quan đến những khoảnh khắc tổn thương, thất vọng và xung đột. Cần phải có can đảm để tha thứ và chữa lành những vết thương cả trong bản thân bạn lẫn trong các mối quan hệ của bạn. Bằng việc có đủ can đảm để tha thứ, bạn tạo ra không gian cho sự phát triển, thấu hiểu và kết nối sâu sắc hơn điều thứ sáu tình yêu thường liên quan đến việc điều hướng sự thay đổi cho dù đó là điều chỉnh theo một động lực mới thỏa hiệp hay cùng nhau đối mặt với thử thách cần có sự can đảm để đón nhận sự thay đổi thích nghi và phát triển cùng với người ấy của mình điều thứ bảy dũng cảm trong tình yêu còn bao gồm việc có dũng khí yêu chính mình cần có sự can đảm để ưu tiên cho hạnh phúc của bản thân, đặt ra ranh giới và theo đuổi sự phát triển bản thân bằng cách nuôi dưỡng tình yêu bản thân, bạn mang đến một phiên bản mạnh mẽ và lành mạnh hơn của chính mình cho các mối quan hệ của mình. Lòng dũng cảm trong tình yêu cho phép các cá nhân chấp nhận sự tổn thương, chấp nhận rủi ro, vượt qua nỗi sợ hãi và thúc đẩy những kết nối sâu sắc hơn. Chính nhờ những hành động can đảm mà tình yêu có thể nảy nở và bền chặt tăng trưởng cho các cá nhân và các mối quan hệ của họ những người có lòng dũng cảm trong tình yêu sẵn sàng sát cánh bên người ấy của mình trong những thời điểm đen tối nhất và nỗ lực xây dựng một mối quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa khi gặp khó khăn những người có lòng dũng cảm trong tình yêu sẽ cam kết vượt qua chúng họ hiểu rằng các mối quan hệ đòi hỏi nỗ lực và sẵn sàng nỗ lực để vượt qua những trở ngại. Những cá nhân dũng cảm cung cấp sự hỗ trợ vững chắc trong những thời điểm khó khăn. Họ luôn lắng nghe, đồng cảm và khuyến khích giúp người ấy của mình vượt qua những thử thách và cùng nhau tìm ra giải pháp. Những người có lòng dũng cảm trong tình yêu có sức mạnh để kiên trì vượt qua thời kỳ khó khăn. Họ không dễ dàng bỏ cuộc và sẵn sàng vượt qua giông bão để xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho tình yêu những người dũng cảm luôn cởi mở và trung thực trong giao tiếp ngay cả khi thảo luận về những chủ đề khó họ sẵn sàng có những cuộc trò chuyện khó khăn và giải quyết trực tiếp các vấn đề thúc đẩy sự hiểu biết và phát triển những người dũng cảm trong tình yêu sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của mối quan hệ họ ưu tiên sự an lành và hạnh phúc của người bạn đời của mình ngay cả khi điều đó đôi khi đồng nghĩa với việc phải thỏa hiệp với nhu cầu của chính họ những người dũng cảm trong tình yêu tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu và sẵn sàng tin tưởng bàn đời của mình ngay cả trong những thời điểm thử thách họ tin vào sức mạnh của mối quan hệ và nỗ lực xây dựng lại niềm tin nếu nó đã bị phá vỡ những người dũng cảm trong tình yêu coi thử thách là cơ hội để phát triển họ sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm của mình tìm kiếm sự phát triển cá nhân và hỗ trợ sự phát triển của người ấy bằng cách cùng nhau trải qua những khoảng thời gian đen tối nhất những cá nhân có lòng dũng cảm trong tình yêu sẽ làm sâu sắc thêm mối liên hệ củng cố mối liên kết và tạo nên một tình yêu kiên cường và bền vững lòng dũng cảm của họ cho phép họ đối mặt trực tiếp với nghịch cảnh và nỗ lực xây dựng một tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua Fanpage và qua Zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại